Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách làm xương sáo. Rồi để thực hiện cái món xương sáo này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là một gói xương sáo là 50g. Ở trong cái gói xương sáo này là có luôn cả dầu chuối nha các bạn. Rồi đây là sữa tươi không đường, 50g đường cắt trắng và 200g đường thốt nốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món xương sáo này nhé. Đây nè các bạn, đây là gói xương sáo của mình sau khi mình đã cắt cái gói này ra. Đây là gói bột xương sáo, còn đây là dầu chuối. Thì ở đây cũng có, trong giấy này cũng có ghi nè, xương sáo vốn là một món ăn truyền thống của người dân Nam Bộ từ bao đời. Món ăn này được chế biến từ một loại lá cây mọc trên cạn và có thể khai thác trong thiên nhiên hoặc trong vườn. Thì lá xương sáo đó các bạn, nói chung là bột xương sáo này được làm từ lá xương sáo nha. Các bạn có thể tìm mua ở các siêu thị. Rồi bây giờ mình sẽ để cái phần dầu chuối này sang một bên. Giờ mình xin một cái nồi. Các bạn sẽ cho đây là 800ml nước. Nếu như các bạn thích ăn xương sáo mềm hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng nước lên nha. Ở đây mình cho là 800ml nước. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái gói bột xương sáo vào. Rồi bây giờ các bạn vừa cho đến đâu thì các bạn vừa khuấy đến đó, giống như mình đổ rau câu vậy đó các bạn. Nó sẽ không có bị quấn cục nha. Sau khi xương sáo các bạn đã khuấy cho nó tan ra rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho đường cát vào luôn. Về cái độ ngọt, nếu mà các bạn thích ăn ngọt hơn thì các bạn có thể thêm nha. Nhưng mà hôm nay mình chỉ cho 50g đường thôi. Bởi vì một chút nữa mình còn làm cái phần nước đường để mà mình ăn chung với xương sáo nữa, cho nên là mình không có nấu ngọt lắm. Rồi bây giờ các bạn sẽ ngâm xương sáo trong khoảng thời gian là 5 phút rồi lúc đó các bạn mới bắt lên bếp nha. Xương sáo của mình sau khi đã ngâm được 5 phút thì bây giờ các bạn sẽ cho lên bếp và các bạn sẽ bật ở mức lửa vừa. Các bạn sẽ để ở mức lửa là vừa nha. Ban đầu thì mình cho xương sáo lên mình để ở mức lửa vừa. Sau khi mà các bạn thấy xương sáo của mình nó bắt đầu sôi và nó sệt lại thì lúc đó các bạn mới giảm về mức lửa nhỏ nhất nha. Và trong quá trình nấu thì các bạn nhớ dùng một cái rây đây nè. Cái rây á, rồi các bạn sẽ khuấy đều liên tục nha. Rồi sau khoảng thời gian 5 phút mình nấu xương sáo với mức lửa vừa thì bây giờ xương sáo của mình đã sệt, bắt đầu sệt lại. Thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ nhất nha các bạn. Và các bạn sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Các bạn lưu ý chỗ này giúp mình nha, rất là quan trọng. Bởi vì khi mà các bạn nấu, các bạn thấy vừa sệt lại mà các bạn tắt liền á, thì lúc này là xương sáo của mình nó vẫn chưa có đạt. Xương sáo nó vừa sệt lại là các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ nhất. Và các bạn nấu thêm 5 phút nữa, đến khi nào mà nó trong trở lại. Nấu cũng giống như là rau câu vậy đó các bạn, nhưng mà cái thời gian nấu nó sẽ nhanh hơn rau câu. Và các bạn vẫn sẽ tiếp tục khuấy. Này các bạn thấy không, xương sáo của mình nó bắt đầu nó trong rồi đó. Rồi như vậy là sau khoảng thời gian là 10 phút nha các bạn, tổng cộng là 10 phút. Bây giờ xương sáo của mình nó cũng đã chín và nó đã trong lại rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ cho vào khuôn hoặc là vào một cái tô nha. Giờ mình sẽ cho xương sáo vào một cái tô. Đây các bạn thấy không, xương sáo của mình nó rất là trong luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ để xương sáo của mình nó nguội bớt một chút đi, rồi các bạn mới cho vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng chừng 30 phút là nó đã đông cứng lại, thì chúng ta đã có thể thưởng thức nha. Bây giờ trong lúc chờ xương sáo của mình nó đông lại thì bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần nước đường. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho 200g đường thốt nốt vào đây. Các bạn sẽ cho đây là 200ml nước lọc. Bây giờ các bạn sẽ nấu đến khi nào đường nó tan hết và nó sệt lại nha. Khi đường đã tan hết thì các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa nhỏ nhất nha các bạn. Và các bạn sẽ nấu thêm một chút nữa đến khi nào cái lượng nước đường này nó rút xuống một nửa nha. Nó còn một nửa thì các bạn sẽ tắt bếp. Lúc này nó vẫn còn lỏng nè, nó chỉ vừa mới tan đường thôi. Mình nấu cho nó sệt lại, rút bớt một lượng nước nha. Rồi ha các bạn, bây giờ là nước đường của mình nè, nó đã hơi sệt lại rồi. Và nó đã rút một nửa lượng nước rồi ha, bây giờ các bạn sẽ tắt bếp. Thì các bạn sẽ để ra sang một bên. Chúng ta sẽ quay trở lại với phần xương sáo nha. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là xương sáo sau khi mình đã cho vào ngăn mát của tủ lạnh là được 30 phút rồi đó các bạn.
Bây giờ xương sáo của mình nó đã đông cứng rồi nè, các bạn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thớt và các bạn sẽ cắt cái phần túi ni lông á. Các bạn cho lên trên cái thớt như thế này rồi các bạn hãy cho xương sáo ra nha. Wow, đây là xương sáo của mình nè các bạn ơi. Các bạn thấy không, xương sáo của mình nó trong ơi là trong luôn. Và cái độ cứng, cái độ dai vừa phải nha. Không quá cứng cũng không quá mềm đâu. Với cái lượng nước như vậy và cái cách khuấy xương sáo như vậy thì rất là chuẩn rồi nha. Giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nè. Đấy, các bạn thấy không? Xương sáo của mình rất là dai nha. Dai nhưng mà không phải kiểu dai cứng đâu. Đầu tiên thì mình lấy dao nhỏ mình cắt trước như vậy đi. Rồi một chút nữa mình sẽ sử dụng cái dao này nè. Mình sẽ sử dụng cái dao răng cưa, mình sẽ cắt nhỏ nhỏ lại cho nó đẹp nha. Ngon quá. Rồi về cái phần xương sáo nào mà các bạn ăn không hết nè, các bạn thấy không? Ăn không hết thì các bạn sẽ cho lại vào tô hoặc là cho vào dĩa. Sau đó các bạn sẽ bọc thực phẩm lại và các bạn sẽ bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi nào ăn thì các bạn sẽ cắt răng thôi. Đây các bạn thấy xương sáo của mình nó dai không? Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra, cắt nhỏ ra đĩa nè. Các bạn hãy lưu ý kỹ những cái chia sẻ mà mình đã chia sẻ ở trong clip nha. Mặc dù là các bạn thấy cách xương sáo này nó đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta không để ý kỹ á, thì có khi là mình sẽ làm ra xương sáo nó sẽ không có được trong và được dẻo như thế này đâu. Rồi đây là xương sáo mình đã cho ra đĩa nè, để các bạn thấy nè. Ngon chưa? Rồi mình đã cho ra ly. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi không đường vào. Tùy theo các bạn thích nhiều hay ít thì các bạn có thể tự điều chỉnh nha. Về cái phần sữa tươi nè, cái này các bạn cho thêm nước đá đó các bạn. Các bạn cho thêm nước đá vào ăn cũng rất là ngon nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần nước đường vào. Đây, về cái phần nước đường nè, các bạn thấy không? Nó sệt lại nè, rất là ngon. Mình sẽ cho vào đây. Các bạn thích ăn ngọt thì các bạn sẽ cho nhiều nước đường nha. Rồi khi nào ăn thì các bạn sẽ cho thêm nước đá vào nha các bạn. Rồi xương sáo của mình nó dai, nó ngon quá. Thêm sữa nữa, nước đường nữa. Ngọt ngọt nè. Thơm mùi xương sáo nè. Rồi một lần nữa mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món xương sáo này nhé. Và nếu như các bạn yêu thích cách làm này của mình thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là để chia sẻ cho nhiều bạn bè của mình cùng thực hiện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo nhé. Bye bye.